Nơi đâu, trái tim gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể các bác chơi elder trên biển Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 thì em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli. Model của nó là CDP 3 số 2ES. Nhóm môn này em bán cũng khá là nhiều rồi và được đánh giá rất là cao về phần mắt đọc cũng như phần chất âm và hình thức của nó cũng rất khá là đẹp. Đấy. Nó được sản xuất năm 1986 với giá xuất xưởng của nó là 66.000 yên, 66.800 yên đấy, nó không hề rẻ đâu. Nó còn cao hơn cả chiếc đầu Sony 2728. Và giá thì bây giờ nó lại rẻ hơn. Còn nội thất bên trong thì toàn tủ chất lượng thôi. Nó được sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm. Chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 33,5 cm và nó nặng là 5,1 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen. Thiết kế nhìn khá là đẹp. Mắt đọc thì dùng dòng mắt từ của Soli 151A, dễ thay thế và không kén đĩa, chuyển bài cực nhanh. Còn phần chip giải mã thì chiếc này trang bị đến 3 con chip giải mã, trong đó hai chip giải mã PCM 56PJ và con CXD 23034 cho chất âm đều ba dài chi tiết các nhé, khá là ngọt ngào. Các bác chơi nhạc trước 75 hay nhạc vàng bolero rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em xin quay chi tiết cái phần ngoại hình và nội thất bên trong để bác cùng chiêm ngưỡng. Phần mặt tiền, của em này khá là đẹp nhé. Ở đây thì có cái vết sức nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nâng kẻ và cái mép này thế này. Đấy, ngâm ngâm thôi, rất là nhỏ thôi. Đồng hồ quát thì hiển thị sáng rõ này. Phần lắp lưng này, lắp lưng đây thì nó có xước sơn này, vết sức này. Đấy. Mà cái nước sơn có dòng này rất là chất lượng nhé, bóng đẹp luôn, mắt càng lâu càng bóng. Đấy. Ốc bên đây thì nó có hơi va nhẹ một chút thôi này. Cạnh trên của nó đây, cạnh trên nó rất là đẹp, sức nhỏ thôi. Ở đây có cái sức nhỏ này, lại rất là đẹp nhé. Model của nó là CDP 3 số 2ES, điện 100V, công suất của nó là 11W và seri của nó là 266352 và được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc này trang bị chỉ một đường aux xuất âm ra, chân rắc đều được mạ vàng nhé. Đây em giúp chân rắc rồi. Đấy. Và sử dụng cái nguồn dây nguồn số 8 rồi. Seri máy của nó đây, 246352. Đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của nó thì còn rất là mới rồi, máy móc thì zin nguyên bản, đọc zin máy luôn, bộ cưa chụp. Và bộ cưa này á, mà khi không có đĩa các bác cho ấn ra thì nó cứ bật cái. Thế là cái phần mà nó hít giữa phần motor bay và cái phần nắp chụp này thì nó có tạo tiếng kêu nhé. Đây này em bấm cho bác xem. Đấy, nó bật lên mà. Nhiều bác bảo sao nó lại cái bật cái. Là thế ạ. Thì không có đĩa thì nó êm hơn, bởi vì nó hít mà. Các bác nhìn thấy dàn tụ của nó rất là chất lượng này. Tụ đỏ cái ông la hết. Đấy, và đây tụ xanh của Lichicom Music. Và đây là hai chiếc giải mã PCM 56PG đây, một con hai con. Đấy. Và đây là con CD 23034 đây. Đấy. Toàn tụ xanh của ông la. Đây một dàn tụ được tím này. Đây là cái phần đáy phía dưới, là phần đáy phía dưới đây. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần là mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này
thì bên em bán với mức giá là 1,8 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may cái sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tí của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa, nếu không may cái sản phẩm bị lỗi mà không tự sửa tiền tí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đầu thì không gắn đĩa nhé, đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng, đĩa lòng trắng nhé. Em test một đĩa chép với polo đây, các bác thưởng thức. Đầu bên em ăn ra đọc tốt từ đĩa chép với polo trở lên nhé. Đấy. Đã nhận đĩa. Chuyển bài cực nhanh ạ. Gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai.
chốn đây ta dìu nhau trong muôn ngàn lời thơ chờ mong đến kiếp nào. Mưa chót xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đầu này mắt đọc cực tốt ạ, chất âm thì đều qua giải hay rồi, và giá thì bên em bán mức giá là 1,8 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em là đèn tiêu đề của video 0907 232 số 9, các bạn liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em đều được nhé. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.